thực phẩm mà những người bị cường giáp cần nên tránh. Những người mà bị cường giáp á thì cái hóc môn tuyến giáp nó sản xuất ra rất là nhiều. Và khi á mà cái lượng hóc môn sản xuất ra rất nhiều như vậy á, thì nó làm cho những cái hoạt động trong cơ thể của chúng ta cái năng lượng hoạt động chuyển hóa nó mạnh hơn. Ví dụ như là tim nó đập nhanh hơn nè, cung lượng tim nó cũng tăng lên thì từ đó huyết áp nó cũng sẽ tăng lên nó làm ảnh hưởng rất nhiều trong cái cuộc sống của chúng ta. Bởi vì thế mà có những thuốc mà người ta điều trị đối với những trường hợp mà bị cường giáp thì tuy nhiên trong cuộc sống cùng với cái việc mà chúng ta dùng thuốc á thì chúng ta sẽ có những cái thực phẩm, những cái chế độ dinh dưỡng ăn dành cho những người bị cường giáp như vậy. thì đầu tiên á, thì chúng ta hiểu cái nguyên nhân mà cường giáp á, một phần á, là do tăng cái tổng cái quá trình tổng hợp nên cái hóc môn tuyến giáp cái quá trình tổng hợp cái hóc môn tuyến giáp á, nó cần một cái nguồn nguyên liệu đó chính là cái iốt thì chúng ta thấy những người mà thiếu iốt ngày xưa á, mà có rất nhiều người mà bị thiếu iốt thì dẫn đến cái tình trạng là bị bướu cổ đúng không? thì cái iốt nó là một nguồn nguyên liệu để mà tổng hợp lên cái hóc môn tuyến giáp của chúng ta cái hóc môn tuyến giáp là T3 T4 á thì cái bản chất T3 á, là nó có ba cái phân tử iốt trong đấy và cái T4 thì nó có bốn cái phân tử iốt trong đấy. Vậy thì chúng ta hiểu cái iốt là cái nguồn nguyên liệu tổng hợp lên cái hóc môn, cái tuyến giáp của chúng ta nếu như mà một người bị cường giáp á, thì chúng ta cần phải hạn chế không đưa iốt vào trong cơ thể của chúng ta, tức là chúng ta phải giảm cái nguồn nguyên liệu đưa vào thì nó sẽ không còn cái tổng hợp được cái hóc môn tuyến giáp nữa. thì đấy là cái cơ chế trong cái việc mà dinh dưỡng của những người mà bị cường giáp. vậy thì những thực phẩm nào mà chứa nhiều iốt thì chúng ta nên tránh ra đối những người mà bị cường giáp. vậy đầu tiên là chúng ta phải lưu ý đó là những cái loại tạo biển kể cả tảo khô hay là tảo tươi, các loại tảo đều chứa nhiều iốt trong đó. thì đối với những người mà cường giáp á, thì chúng ta không nên hay chúng ta tránh cái nhóm thực phẩm đó ra là cái nhóm tảo biển. Á. thứ hai á, đó là rau cần. thì rau cần nó cũng chứa nhiều iốt đó trong đó. nên những người mà chúng ta bị cường giáp, thì chúng ta cũng nên tránh, chúng ta không nên ăn cái rau cần nha thứ ba là cái rau chân dịch hay còn gọi là cái rau cải bina thì trong cái rau này nó cũng chứa rất nhiều iốt chúng ta cũng tránh cái rau này ra nha bởi vì khi mà chúng ta ăn vào thì nó làm tăng cái nguồn nguyên liệu để mà tổng hợp cái hóc môn tuyến giáp nên vì vậy là nếu như chúng ta bị cường giáp thì chúng ta không nên ăn cái rau này ha thứ tư là muối iốt cái này thì chúng ta biết rồi đúng không bình thường thì trong muối của chúng ta ăn nó không có iốt nào nhưng mà có cái giai đoạn là cái bướu cổ nó rất là nhiều do việc là chúng ta thiếu iốt nên bắt đầu người ta mới bổ sung cái iốt vào trong muối nên những người mà bị cường giáp á, thì chúng ta nên mua cái muối tinh á, cái muối trắng chứ chúng ta không nên ăn muối iốt nha nói lại là chúng ta nó làm cho cái tình trạng cường giáp của chúng ta nó bị tăng lên thứ năm là lòng đỏ của các loại trứng bao gồm như trứng gà trứng vịt trứng ngang thì nó cũng chứa iốt ở trong đó thì chúng ta cũng nên hạn chế có thể là chúng ta ăn nhưng mà chúng ta hạn chế các lòng đỏ của trứng đấy ra bởi vì trong lòng đỏ của trứng nó chứa nhiều iốt thứ sáu là trong cá biển thật ra thì chúng ta ăn cũng được nhưng chúng ta hạn chế cái nhóm cá biển bởi vì trong cái nhóm cá biển thì nó có khá nhiều iốt cá đồng thì không sao nhưng mà nhóm cá biển thì chúng ta nhiều iốt lắm nên đối với những người mà bị cường giáp thì chúng ta nên hạn chế thôi ha thì trên đây là 6 nhóm thực phẩm mà những người cường giáp chúng ta nên tránh ra Dược sĩ Hiếu hy vọng rằng sau khi mà xem hết video này Thì những ai bị cường giáp thì chúng ta nên né tránh những thực phẩm Để chúng ta đừng có làm cho cái tình trạng cường giáp của chúng ta càng nặng Nếu thấy video này có ích hãy chia sẻ nó để nhiều người cùng biết thông tin hữu ích này Và nhấn vào nút đăng ký kênh của Dược sĩ Hiếu để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Dược Sĩ Hiếu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.